Do ảnh hưởng của cơn bão số 5, trên địa bàn huyện Lang Chánh đã xảy ra mưa to liên tiếp khiến cho mực nước ở các sông suối dâng cao. Một số điểm tràn qua sông bị ngập lụt không thể đi qua. Để đối phó với diễn biến phức tạp của mưa bão, Ủy ban nhân dân huyện Lang Chánh đã chỉ đạo các xã thị trấn trên địa bàn khẩn trương triển khai các phương án chuẩn bị ứng phó với mưa bão. Tại thị trấn, một số điểm tràn nước dâng cao gây cản trở giao thông như điểm tràn ngã ba Kiểm Lâm và một số điểm có nguy cơ sạt lở đất. Mực nước sông Âm bắt đầu dâng cao từ chiều ngày 18 tháng 9 nên một số hộ dân tại khu phố Triềng Trải, những khu vực có nguy cơ ngập lụt, đã thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của chính quyền địa phương, chủ động các phương án chuẩn bị di rời ra khỏi vùng nguy hiểm nếu nước sông tiếp tục dâng cao. Tại xã Tân Phúc, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã cũng đã nhanh chóng bố trí lực lượng, phương tiện, chủ động ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra, đặc biệt là bố trí lực lượng chốt chặt hai bên đầu các điểm tràn thường xuyên bị lũ cắt qua, theo dõi mực nước và tuyệt đối không để người dân đi qua nếu như nước dâng cao, chủ động sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Để chuẩn bị cho ứng phó với thiên tai, thì đối với xã Tân Phúc thì đã xây dựng các cái phương án, phân công các thành viên trong ban chỉ đạo trực các cái điểm chốt của các cái đầu cầu trên địa bàn xã, đặc biệt là tại thôn Tân Thành và một số thôn Sơn Thủy, Tân Bình. Hai nữa là thì đối với ban chỉ đạo xã thì cũng đã thực hiện cái di rời các cái hộ dân mà nằm trong cái nguy cơ bị sạt lở đất ra cái nơi ở khác để đảm bảo về tính mạng con người cũng như là tài sản của người dân. Với đặc thù là huyện miền núi có nhiều sông suối, nước lũ lên nhanh, huyện Lang Chánh xác định tăng cường công tác dự báo, cảnh báo, chỉ đạo các xã thị trấn có phương án kế hoạch cụ thể, chuẩn bị các điều kiện ứng phó với thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ nhằm chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục có hiệu quả.